Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam. Đối mặt với thử thách cuối cùng của trận chung kết Vua Đầu Bếp ngày hôm nay, hai thí sinh sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của ban giám khảo với thực đơn đầy đủ món khai vị, món chính và món tráng miệng. Chúng ta hãy chờ xem liệu Thanh Hòa sẽ xoay sở như thế nào với một món tráng miệng ngọt được xem như không phải là sở trường của anh. Panna cotta mứt thơm. Nguyên liệu: trái thơm hay còn gọi là trái dứa và cam tươi, 300ml kem tươi, 200ml nước cốt dừa, 2 thìa đường, lá dứa, sả, gừng, lá gelatin. Cách làm: ngâm lá gelatin trong nước lạnh, kết hợp 300ml kem tươi, 200ml nước cốt dừa, 2 thìa đường với lá dứa, sả và sau đó cho gelatin vào. Khuấy đều hỗn hợp rồi dùng tay để lượt bỏ phần cặn. Tiếp theo, rót hỗn hợp vào ly martini và để trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Mứt thơm. Thơm rửa sạch, gọt vỏ, bỏ phần cùi và thái nhỏ. Gừng thái sợi, cam ép lấy nước. Dùng chảo không dính để nấu hỗn hợp thơm, gừng, đường, sau đó cho nước cam vào và tiếp tục nấu cho đến khi thơm chuyển sang màu vàng đậm, nêm cho vị vừa ăn. Trình bày: panna cotta trong ly, dùng kèm với mứt thơm. Và sau cùng thì cái món tráng miệng là cái món mà tôi nghĩ rằng là cũng phải dành nhiều cái sự tập trung và cũng như là cái những kỹ năng trong đó, đó là cái món mà panna cotta, nhưng mà tôi vẫn dùng hương liệu Việt là sả nè, lá dứa nè, rồi thơm, mức thơm là cái mức mà nó rất là phổ biến ở căn nhà, những từng căn nhà của người Việt. Và tôi kết hợp cách làm sao cho nó hài hòa là tôi muốn tráng miệng. Ban đầu tôi cũng gặp cũng nhiều cũng trở ngại là vấn đề là cái món tráng miệng của tôi là cái món mà tôi phải làm ngay từ ban đầu để mà nó có cái thời gian nó thành, hay là tôi phải làm cái đầu tiên, và tôi cũng hơi bị lố qua cái thời gian là chuẩn bị cho cái món tráng miệng và cái món chính của tôi. Dường như là cái lần này tôi cũng hay may mắn là trong lúc là cái món tráng miệng tôi cũng làm cho nó cái kết quả rất là tốt. Nói chung là vừa vị và nhiều thứ nữa, thành ra là giám khảo cũng rất là hài lòng, và tôi nghĩ rằng họ cũng hơi bất ngờ, bởi vì tôi nghĩ rằng họ nghĩ rằng tôi không bao giờ làm dessert mà món tráng miệng mà được ngon như vậy. Món panna cotta ngọt ngào cũng đã kết thúc lại thực đơn hoàn hảo của Thanh Hòa trong phần thi chung kết gay cấn này. Quý vị hãy đón xem những món ăn của Quốc Chí trong chương trình Đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng vào lúc 11:55 hàng ngày trên kênh VTV3.